Xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì sẽ lên sóng một siêu phẩm mới về tại showroom nhà em. Showroom nhà em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Bên em không chỉ bán xe mà còn có dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp phụ kiện xe chuẩn 3S cho quý vị anh chị nhé. Và nhân vật hôm nay em muốn giới thiệu cho quý vị anh chị là một chiếc xe Santa Fe máy xăng bản cao cấp. Chiếc xe này là sản xuất 2020. Thực sự là về hình thức sơn, nước sơn này, tổng quan những chi tiết đường nét trên xe thì còn khá là mới. Thế các bác hãy quan tâm chi tiết video này để có thể cập nhật được mức giá cuối video nhé. Với thiết kế phần đầu xe thì phiên bản 2019 trở đi thì em Ngọc đánh giá là tổng quan của chiếc xe nhìn rất hài hòa. Từ phần đầu xe cho đến những thiết kế mâm lốp rất là ưng mắt đúng không ạ? Với thiết kế gần đây nhất thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận nó hơi bị cứng nhắc, hơi bị tương lai một chút. Nhưng với phiên bản này thì được mắt nhiều khách hàng hơn. Và bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần mâm lốp của chiếc xe này cho quý vị anh chị xem. Odo của xe là đi chuẩn 30.000 km, không quá nhiều cũng không quá ít. Đi từ 2020 như vậy là cũng là vừa phải. Ta lông trên xe thì mọi người có thể nhìn thấy là cũng vẫn còn rất là ổn. Bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần thân xe để quý vị anh chị trải nghiệm. Thân xe đã có một chiếc bậc lên xuống rồi, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đó. Những thiết kế trên xe dập nổi gân làm cho cái chiếc xe tạo nên độ thể thao và trường rất là nhiều. Đi với thiết kế đuôi xe thì chúng ta có thể nhìn thấy cho em là thiết kế đuôi xe khá là thon gọn, làm chiếc xe tổng quan đi trong đường đô thị hay đường phố thì rất là hữu ích, tiện ích, không bị quá dài. Và đương nhiên là công nghệ trên xe thì có rất là nhiều rồi quý vị anh chị nhé. Chúng ta sẽ có cốp điện rồi, là một tính năng rất là tiện lợi trong quá trình mà mình di chuyển. Cốp điện và cũng có thêm cả tính năng chìa khóa đến gần 3 giây là sẽ tự động mở cốp. Bây giờ thì mọi người hãy nhìn vào trong phần khoang lốp và nhìn thêm một chút về keo chỉ của xe nhé. Keo chỉ của chiếc xe thì bên em đều cam kết bằng văn bản cho quý vị anh chị. Và trước khi anh chị xem xe thì bên em nhập một chiếc xe về thì kiểm tra rất là kỹ càng, từ đầu vào đến giấy tờ, rồi là check phạt nguội hay không. Với thiết kế ở phần cốp này thì Santa Fe chung là rất là đủ dùng. Khi mà mình có sử dụng hàng ghế thứ ba thì cũng không bị quá là chật. Với những đối tượng khách hàng mà rơi khoảng tầm cao 1m7 trở xuống thì ngồi vẫn rất là ok quý vị anh chị nhé. Đó. Bây giờ em sẽ tiến luôn vào phần khoang nội thất của xe. Với tông màu khoang nội thất là tông màu nâu pha đen thì chiếc xe mang một vẻ đẹp rất là sang trọng đúng không ạ? Cái thiết kế phần trần ấy thì là thiết kế phần trần chất liệu là nhung. Nên là tổng quan của chiếc xe rất là sang trọng và cá tính luôn ấy ạ. Đó. Ghế da thì mọi người có thể nhìn thấy là 2020 thì không có vấn đề xi nhê gì về thời gian cả, còn rất là mới. Cửa sổ trời thì là toàn cảnh rồi. Bây giờ thì bạn cameraman sẽ quay thêm một chút về phần ốc và phần cánh cửa để cho các bác có thể kiểm tra được kỹ càng chất lượng xe hay là keo chỉ nữa. Mọi người nhìn tổng quan cho em thì đây là phiên bản cao cấp nhất rồi. Chính vì vậy mà đã được trang bị rất đầy đủ tính năng. Đầu tiên chúng ta sẽ có nhiều ghế, hai vị trí này. Đó. Tiếp theo vào sâu bên trong thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nút bấm, từ hỗ trợ cân bằng chân trượt tắt đi này, mở cầu này, rồi là mở cốp điện tại đây luôn. Và chúng ta sẽ có thêm cả tính năng cảnh báo điểm mù. Với phiên bản cao cấp thì đã full option nhất rồi. Đến với vô lăng thì chúng ta sẽ đầy đủ từ cruise control này cho đến những tính năng làm thoại rảnh tay và nẫy chuyển số trên vô lăng. Đó là toàn bộ những cái thông số trên chiếc xe rất đầy đủ. Và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có một giải màn hình trung tâm được thiết kế ở nguyên bản và thiết kế rời, không có liền đi vào nữa. Và những chiếc xe càng cao cấp thì thiết kế này được rất là nhiều người ưa thích. Làm mát ghế, sửa vô lăng, thậm chí là sạc không dây thì cũng đã đầy đủ hết rồi. Bây giờ em sẽ mời quý vị anh chị tiến đến phần khoang máy của chiếc xe. Với phần khoang máy của chiếc xe thì là một khối động cơ 2.4. Em Ngọc đánh giá là đi rất là khỏe.
Phần khoang máy đây, mọi người nhìn giúp em. Em cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Từng con ốc hay là dấu phẩy sơn của nhà máy thì vẫn nguyên si 100% cho quý vị anh chị nhé. Quý vị anh chị muốn check xe tại hãng hay là ở bất cứ gara nào mà mình tin tưởng, an tâm thì bên em sẽ đều hỗ trợ cho quý vị anh chị. Đó, về phần khoang máy của xe. Và đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp nhất. Chiếc xe này thì hiện nay sản xuất là 2020, Oddo 30.000 km. Giá bán của em nó rất là ưu đãi cho quý vị anh chị là 1.055.000.000. Giá trên thì em còn gia lộc cho quý vị anh chị nữa, nên quý vị anh chị cân đối cụ thể với chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Và em là Hồng Ngọc của Xe Đẹp Bao Tư. Xin chào và gặp lại mọi người.